Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ đã đến kiểm tra công tác thi công và phòng chống lụt bão tại một số công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố. Cùng đi có đại diện các sở ban ngành liên quan. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ đã đến kiểm tra dự án cải thiện môi trường nước phía đông quận Sơn Trà, công trình nâng cấp cải tạo trạm xử lý nước thải quận Ngũ Hành Sơn, công trình đường và cầu qua sông Cổ Cò, dự án cải tạo nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý và đập tạm ngăn mặn trên sông Cẩm Lệ. Qua ngày báo cáo, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ yêu cầu các đơn vị thi công cùng các sở ban ngành liên quan phải đảm bảo tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, đồng thời tuân thủ các quy định về an toàn lao động. Chủ tịch thành phố đề nghị những dự án, công trình còn vướng mắc về vấn đề giải phóng mặt bằng cần sớm có biện pháp đề xuất, yêu cầu các đơn vị chức năng báo cáo để khắc phục kịp thời. Trước tình hình diễn biến của cơn bão số 5, Chủ tịch thành phố Huỳnh Đức Thơ yêu cầu các đơn vị phải có phương án phòng chống bão, chủ động thu gọn trên thiết bị máy móc, đảm bảo tối đa sự an toàn cho đội ngũ công nhân. Đến kiểm tra đập tạm ngăn mặn trên sông Cẩm Lệ, Chủ tịch thành phố đề nghị các bộ phận chức năng phải theo dõi sát tình hình cơn bão số 5, có phương án xử lý kịp thời. Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ lưu ý, hoàn lưu bão có thể gây mưa lớn, khiến mực nước dâng cao nên các lực lượng theo dõi không được chủ quan lơ là.